Khu này là khu Chợ Đồn. Huyện Chợ Đồn thôi đó. Ở huyện Chợ Đồn. Đây Chỗ là này là xã Lương Bằng. xã Phố Lương Bằng. ATK xã À, Lương Bằng. xã Lương Bằng. Đây là đèo đèo Lách. Đèo Lách. Ờ. À, thế là ông là người đồng bào dân tộc gì? Ông là người dân tộc Tày. À, thế là ông ở đây lâu chưa? Ở đây từ trước đến bây giờ rồi. À, từ đời các cụ đấy, Đời các cụ các kỵ rồi. các cụ các kỵ đấy. Đây là cái mảnh đất gọi là rất là tự hào khi mà mảnh đất ATK của Chợ Đồn Đúng rồi. đấy, là cách mạng Việt Nam đã hoạt động ở đây. Cái khu di tích là ở dưới kia. Và Nay dưới này khoảng độ 2 cây số. ở đường đi xuống Xuống Định Hóa đây. xuống Định Hóa. Khu di tích Nà Pạo ơi. À, có khu di tích ở đấy không? Vâng, thế Là thì bác trước câu cá ở đấy đấy, có 2 cây đa đấy. bác Hồ mình ấy. Có cả hang bác đấy, cá cả hồng bác ấy. Và Đấy. thế là ngày xưa ông có tham gia vào quân đội hay là vào cách mạng gì không? À, Ông ở nhà ở nhà thôi đúng trước học cách mạng không? thì lại học, sau Và cách mạng trước cách mạng thì còn nhỏ, sau cách mạng thì lại đi học. thế là ở đây ngày xưa chắc là cũng khá vất vả ông nhỉ? Ngày xưa vất vả lắm, Vâng. thì đến bây giờ mới từ xóa bỏ bao cấp thì mới Thay đổi. thay đổi cái cơ chế thì mới gọi là cuộc sống mới được có làm ăn lên và bình Mà thường. thế ở đây thì ông làm công việc gì là chính? Ông chủ yếu là ruộng nữa, Làm ruộng. làm ruộng nghề nông nghiệp thôi, Nông với nghiệp. là trồng trọt thôi, Và ở đây trồng rừng. trồng rừng. Và Thế thôi. thế ông có biết những ông có biết gọi ba que là gì không? Ba que gì? Ba que, cờ vàng, ông có biết không? Không. Tức là những cái thành phần mà gọi là chống cộng đấy, cái thành phần mà phản quốc đấy. Không có, ở khu À, này không có đâu. không, ý con hỏi là ông có biết không? À, những cái thế lực mà gọi là phản cách mạng ấy, Không có. gọi là ba que đấy, cờ ba que ngày xưa đấy, Không có, khu đấy này của Việt không có. Nam Cộng Hòa ấy, ngụy Ôi, quân ngụy quyền ấy. không có. À, Khu này là khu ATK, là từ trước là nó cấm cái khu này, là vì cái khu này chỉ là trong cái khu này là từ 31 vào con đường này là đường cấm. và à, không Đấy. được đi ở đây. Cấm từ dưới kia vào, các chỗ không vào được. À, Vì trên này là khu A, khu B, khu C của khu Việt Bắc, khu Việt Bắc. khu tự trị Việt Bắc, cái các trung À, ương là về trên này hết. Đấy, tức là đó ngày là xưa là cái tuyến đường này là không, dân sinh là không đi được, chỉ dân sinh không đi được, và cả trên bản đồ trên tuyến đường này không có, từ 31 vào đây không có. ngày xưa bản đồ nó không có. Nó là À, như thế. đúng rồi, bởi vì nó Nó là mới an làm toàn khu. năm 1965. Đến bao giờ thì bắt đầu mình mới được đi, ông có nhớ không? Chỉ dân ở đây được đi thôi. À, tức là chỉ có dân ở đây được đi thôi, Dân ở đây được đi còn thôi. bây giờ thì là thông thương hết rồi ông Bây nhỉ? giờ là thông thương rồi. Và Đến đến năm 8, 85, 80. mà 80 là bắt đầu là 85, 86, 87, 90 bắt đầu mới được đi thông thương. à, 90 mới được thông thiên ở cái đường này. Và con thấy thì bây giờ cái đường xá của Bắc Cạn phải nói là đi cũng cũng rất là mướt, tức là đường Về đẹp. trước có đường được như thế này đâu, Và vì không thông thương được thì đường là đường nhỏ, nó mới gọi là quốc, nó chỉ để là quốc lộ 3B thôi. à, Đấy. bây giờ thì nó tốt hơn nhiều rồi. Và Thì bây giờ mới đường mới làm đường cách đây mấy năm thôi mà. thế thì ở trên này đồng bào nơi đây thì người ta thường là theo đạo nào không? Ở đây là không theo đạo, Không theo đạo. Và không dân tộc nào theo đạo, không có đạo Thiên Chúa ở trên này. riêng cái huyện Chợ Đồn này. Riêng huyện Chợ Đồn này không có. Bởi vì con đi rất là nhiều vùng miền ấy, nhất là vùng phía gọi là phía Đông Bắc này và phía Tây Bắc ấy, thì có rất nhiều các cái nơi mà đồng bào dân tộc thiểu số người ta hay đi theo đạo. Đúng Đấy, rồi, mà nhưng mà chỉ có cái dân ở chỗ nào mà có dân tộc Mông ấy thì mới theo đạo. người Mông đấy. Nhưng đặc biệt cái khu này, khu ATK không có người Mông, Mà về là cho đi chỗ khác ấy. Vì xã là ở đây là không chấp nhận các dân tộc khác, thì cái dân tộc từ xưa ở đây thì mới được. Cho nên mới nói cái xã Lương Bằng này là trước là ông Nguyễn Lương Bằng ở đây, À, ông Nguyễn Lương Bằng. là làm cách mạng khu ở đây mới đặt tên là xã Lương Bằng.
À, tức là đấy nó Nó đúng nguồn rồi. gốc nó là như thế. À, tức là cụ cụ Nguyễn Lương Bằng Ông đấy. cụ Nguyễn Lương Bằng ấy. À. Gọi là xã Lương Bằng. Nên nó phải có sự tích như thế chứ. Rồi, Đấy. có diện tích là như thế. Nên là Đúng không? khán giả, quý khán giả biết được cái sự tích rõ ràng. Đây là xã Lương Bằng, tức là của cụ Nguyễn Lương Bằng. Đấy, Nguyễn Lương Đấy, hoạt Bằng động cách mạng tại đây, tại đây tại đấy, chợ Đồn, tại Bắc chỗ Cạn. đúng rồi, Và nó là như rất là thế. ý nghĩa ông nhỉ. Nên là ở đây thì đa phần là người dân là 100% là không có theo đạo gì cả. Không dân tộc nào mà theo đạo mà chỉ có dân tộc Tày với lại dân tộc Mán Ở đây có Tày và Mán là trước, nhưng bây ạ. giờ là có cả dân tộc Kinh. Tức là có cả người Kinh ở trên này Là bắt nữa. đầu từ năm 78 Mà là dân đồng bào Khao Khoang ở miền xuôi lên, khai hoang ở dưới xuôi lên đấy. là dân Thái Bình Mà đi khai hoang. Vì trước là đi vùng kinh tế, là trước cái khu này là chỉ có ít nhà thôi mà. vâng, Đấy, vùng nhưng kinh mà tế mới đấy ông nhỉ, lúc Thái đấy Bình, là Nam Định đúng không? Thái Bình, đa số là Thái Bình. À, cái khu này thì Khu lại nào toàn. thì Thái Bình. Đấy, nói như thế. Thế nhưng là khi mà đồng bào người Kinh mà lên trên này thì cái cuộc sống giao thoa giữa người Kinh và các đồng bào dân tộc khác lúc bấy giờ thì ở đây người ta có thoải mái không? Đoàn kết mà, vì lúc ấy À. là đi khai hoang đi vùng kinh tế mới, nó Mà. cơ chế ngày xưa là nó còn là cơ chế bao cấp Mà ạ. đấy, vì nó lại chưa chia đất chia rừng như bây giờ Mà. đấy. Nó là nhà nước và đảng chính phủ là kêu gọi dân độc đồng bào đi làm kinh tế, lúc Vâng ấy ạ. gọi là khai hoang, Khai hoang. như bây giờ là nó gọi là đi làm kinh tế đấy, nó là như thế. Mà. Nguồn gốc là thế, Mà. là Phải chính nói là rằng cháu lên trên này thì đi vào cũng rất là nhiều các cái bản làng của người đồng bào các dân tộc ở đây. Thì hình như là đa phần là đồng bào dân tộc Tày ở đây đúng không? là chính chiếm số số đông đúng không? Là chính Mà. thứ Và hai, cho thấy là những cái dân tộc khác thì người ta cũng nói tiếng Tày. đúng Đấy. rồi, Đa phần dân tộc khác như dân tộc Mán nó cũng liên quan, dân mà tộc cũng nói Dao ấy. người Dao, người ta cũng nói tiếng Tày, mà cháu thấy khá là đoàn kết các cái dân tộc với Dân nhau. tộc ở trên này đoàn kết mà, Mà đấy. thì có ít người mà trong loại ấy là nó đoàn kết, mà ở Mà. trên này bây giờ cũng thế, dân tộc nào nó cũng đoàn kết, Mà sống nó hài hòa đại thôi. đoàn kết là cực kỳ quan trọng Đúng đúng rồi, không ạ? Vâng. vì ở trên này bây giờ như xã Lương Bằng này là có dân tộc Tày với là dân tộc Dao với là dân Mà tộc Kinh thôi, có ba không dân tộc là là ba chính. dân tộc thôi, Mà. không ấy đâu, đa Và số là tuyệt Tày. đối là không có một dân tộc nào theo đạo Công giáo. Và cũng không theo đạo nào đúng Không theo đạo nào, vì không? ở Gọi đây là là dân tộc Tày thì có đi theo mà đạo thôi. tôn giáo không. Tức là có ảnh hưởng một chút về Phật giáo thôi. Tức là thờ cúng ông bà tổ tiên. Đúng rồi, Và cái như từ cũng muốn đầu tiên thì dân tộc nào cũng phải có rồi. mà Đấy là từ ông cụ ông kỵ ngày xưa rồi mà. mà đấy. Đó là như thế. Ở đây thì cháu thấy, cháu đi thì cháu thấy có nhiều doanh nghiệp về khoáng sản. Tức là người ta khai thác khoáng sản thì Đúng rồi, quặng đúng không? Chợ Đồn này là một trong những cái mà cháu cũng đã làm phóng sự ở trên đỉnh Phe Khao. đúng rồi, Phe Khao vì Bản Thi. cái khu tỉnh Bắc Cạn này là đa số là quặng thôi mà. Vâng. Nên là ngày ngày xưa là Pháp người ta đến đây người ta bóc lột cũng nhiều ông nhỉ. Đấy thì Chắc đời cụ đời kỵ nhau kiểu gì mà chả cũng phải về phải đi thế đi thì làm mới phu. nó mới nói cái Pháp là cái thời Pháp với là thời Tàu Trung Quốc, là nó cái thời mà thời Pháp và thời Tàu kia là thời Chánh Tổng gì nữa. Mà Thế rồi mới gọi là lý trưởng này cái. Thế lúc mà còn nhỏ thì thấy ông chị nó kể là ở khu này là ngày xưa là các mỏ quặng là cái thời Pháp trước, bắt đầu mới thời Tàu sau. Pháp trước tàu sau. Thì đi rừng thấy các hố cái giếng cái hang, rồi nó bảo cái này là cái thời của Pháp này, Vâng. cái này là cái hang này là hang của cái hàng Tàu này, hàng Trung Quốc này. Các cụ chỉ cho các ông đấy, các ông biết. Đấy là các ông cụ ông kỳ là Chỉ cho chỉ đấy. cho. Mà. Vì ở trên này là trước là chân châu thì phải đi chân châu thì ớt cho cái giếng kia là sâu lắm ấy, 16 17 mét đấy, Mà nếu mà trôi rơi xuống là mình chỉ huy chết thôi không được.
xuống. Tức là những đấy là những chính là những cái mỏ lộ thiên. Không phải, cái kia là nó cái mỏ là để nó đào xuống để nó lấy quặng. Mà nó lấy bên dưới. Hoặc là chỗ thăm dò. Thăm dò. Thế là kiểu gì thì đời các cụ các kỵ nhà ông thì ngày xưa cũng phải đi có đi làm cho chúng nó. Cái kia thì lại không các biết. Cụ có kể không? Không không kể. À không kể. Thì cái thời các cụ kia thì không các cụ không kể đâu. Trong bản thi là nhiều lắm. Trong bản thi nhiều nhưng ở khu này nó chết nhiều lắm không ạ? Nó mà cũng kể là thế này. Mà vì cái khu này là khu an toàn khu. Mà vì khu A ở dưới này. Mà là lúc cách mạng ra phát là Bác Hồ đã về ở đây. À, đúng rồi. Nghe từ Cao Bằng Bác năm 46 năm 41 là Bác Hồ về Cao Bằng. Và Cao Bằng về đây xong là mới lúc ấy là có cả mấy ông đấy là Trường này đi theo Bác là Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi. Và thì có ông Nhất thì lại lấy vợ ở trong khu Lương Bằng này. À, à người Cao Bằng. Mà với là có ông Triệu Hồng Thắng nữa. Và ông Triệu Hồng Thắng là chắc năm ngoái ông Triệu Hồng Thắng là người Định Hóa mà. Mà à, người Giao. Mà đấy là chú không biết. Trường Kỳ đấy. Trường Kỳ Kháng Chiến nhất định thắng lợi thì ông Nhất. Ông Nhất ông Thắng ở đây. Ông Nhất chết rồi. Mà với là ông Triệu Hồng Thắng. Mà là người ở Định Hóa, Định Hóa. Là chú biết vào là được gặp nói chuyện với ông đấy. Mà là người Giao. Mà tức là Bác Hồ ngày xưa đặt tên rất là ý nghĩa. Ở đấy là bác cho các đồng chí lãnh à, và hoạt động cách mạng đấy. Hoạt động cách mạng đấy. Mà thế mà bây giờ ấy thì ở thực ra thì chiến tranh đã lùi xa rất nhiều rồi, nhưng là âm thầm trong đó thì vẫn còn những cái thành phần gọi là phản động, phản quốc. Đấy, chúng chuyên là đi tuyên truyền những cái đường lối chính sách sai trái của Đảng và Nhà nước. Rồi là chúng nó tuyên truyền vào những cái thế hệ trẻ không? Nhất là thế hệ trẻ. Không, ý con đang nói là bây giờ nó vẫn còn âm thầm ở trên trong Việt Nam mình và trong và ngoài nước. Đấy, có những thế lực mà chống phá như Việt Tân. Đấy, thì những người như ông ở đây thì phải nói rằng là con nghĩ rằng là ở đây thì không chúng có nó không... đâu. À. Ở đây không có. Không có thằng nào dám đến tuyên truyền Lào không? Vào đây á, tuyên truyền là nếu phát hiện phát thì các chính quyền địa phương các ấy là ấy biết mà ngay mà, biết ngay đúng rồi thì thôn xóm xã người lạ cái biết ngay, ví dụ như con đến đây chẳng may mà hôm nay con bị ngã xe cũng nhẹ nhẹ thôi nhưng là các ông ra giúp con luôn. Thế nhưng con nói là con là em của ai, người ở đây các thứ là các ông biết hết đấy. Mà người lạ mà ở đây mà cư trú là phải đến trình giấy căn cước của an ninh đúng rồi nó là như thế. Mà như thế thì mới có một cái cuộc sống xã hội thôn bản rồi làng xã nó mới đoàn kết và an ninh nó mới đúng tốt rồi. Được đấy là tuyệt vời. Như khu vực này ví dụ phát bảo là có vị trí phát ăn cắp trộm phát điện phát là ra đường hết ngay biết ngay đúng không? Làm sao thoát được làm sao thoát được bởi vì nó chỉ có mấy chục đường ở đây thì vào vì chốt đường độc đạo thôi mà độc đạo khó là năm nay là ông là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay còn ít thôi mà năm nay mới gần 60 tuổi. Gần 60. Ông tên là gì? Tên là Cầm. Hoàng Văn Cầm. Cầm. Đoàn. Hoàng. À Hoàng. Hoàng Văn Cầm. Giờ là ở nhà là chỉ có hai ông bà thôi. Thế còn các anh chị là bây giờ ở đâu hết hả ông? Ở ngoài Bắc Cạn. Ở ngoài thành phố. Ngoài thành phố. Vì làm công chức ngoài kia mà. À thế ông là được mấy người con? Ông được 3 người. Mà hai trai một gái. À, đẹp quá. Hai con trai thêm tí tẻ. Có nếp có tẻ nó mới vui đúng không rồi. Nhỉ? Thế là các anh chị là làm công chức hết. Công chức hết. Và hai con dâu là giáo viên cấp 2. Vâng. Thế sao ông không ra đấy ở cùng các con? Các ra, con ra đấy nhưng mà ở trong này còn ruộng, còn nương, còn rừng. Mấy cả ông chắc ông quen ở đây rồi đúng không? Quen ở đây rồi. Mà ra ngoài một tuần thì người ta đi làm hết, mỗi mình ở nhà thì thôi về đây. Đúng rồi, các con đi làm hết đúng không? Các con đi các làm. Các cháu đi học. Cháu đi học. Thế thì thi thoảng cuối tuần các con, các cháu về chơi với ông bà nhỉ? Có chứ. Mà ngày nghỉ là phải về chứ. Mà đấy. Cứ ngày nghỉ hoặc là nhà có công có việc là về. Cứ có công có việc là về. Vâng, thì từ thành phố Bắc Cạn về đây thì nó cũng chỉ khoảng 60 cây không nhỉ? Toàn đấy thế thôi. Mà gần. Đây lên bằng lũng 11 cây, ra kia 45 cây. Thế là cô con gái cũng lấy chồng ở ngoài thành phố hết? Chồng làm giám đốc xây dựng. À,
Đấy. À, con trai, hai con trai của ông làm gì? là làm giáo viên trường nghề, À, dạy lái ấy, trường lái đấy. dạy Vâng. lái tập lái ô tô cho Vâng. làm Thế là các anh chị cũng ổn định hết ông nhỉ? Đấy là ngày xưa phải nói rằng nếu được các anh chị mà đi học như thế là ông bà phải nuôi cũng vất vả ôi đấy nha. dồi, đứa một đứa học của viện giáo dục đấy, một đứa học đại học nhân văn Vâng. đấy, Xã hội nhân văn đấy. đại học xã hội nhân văn đấy, Vâng. bây giờ làm ở sở khoa học công nghệ đấy, Vâng. đấy. Là về là có việc làm luôn. Vâng. Ngày xưa như thế là ông phải nuôi trâu nuôi bò mới có kinh tế để mà cho các con ăn học chứ đúng không? Đúng rồi, Vâng. trâu thì lúc ấy là 14 con trâu là bán đi hết, Ôi. vẫn còn thiếu. Vì Bởi năm thứ nhất vào một đứa, năm thứ hai lại vào, khi vào được là trả nhé, lại không cho nó học. đúng rồi, Đúng cứ đỗ đại học là bố mẹ là chấp hết đúng không, trâu rồi, bò lợn gà là. thì từ năm 2008 rồi đại học nhân văn rồi mà. Vâng. Ừ. Lúc ấy là ở Đấy. trên này là không không có ai học đại học đâu, Vâng. khu này chỉ mỗi nhà chú là có con trên đại học thôi Vâng. đấy, nó Như là như thế đó vui là, đó là vui cái lắm. điều, đó là một cái điều đáng quý lắm đấy ông ạ, bởi vì đấy chính là của để dành. Mà cuộc đời mình sau này mình có nhắm mắt xuôi tay đi là mình cũng rất là thoải mái Đúng khi mà các rồi, con thành công hết. thành công hết rồi, Vâng. nhưng bây giờ là nó nhà cửa thì nó cũng cũng có rồi. Vâng, phương tiện đi lại ô tô các thứ là có đầy đủ rồi. Không, ô Vâng. tô thì có, nhưng mà ô Vâng. tô xe máy thì đi lại xe máy, ô tô nhà cũng có, Vâng, vì lái xe làm thầy giáo dạy lái mà. lái thì phải có Và mới cả bây giờ cái một cái ô tô thì nó cũng là đơn giản chứ nó không đơn khó giản khăn thôi. gì. Dạ vâng. Đấy. Đấy. Đấy, nên là con cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết là chúc ông luôn luôn mạnh khỏe đấy, và sống với, giữa với núi rừng đại ngàn như này, nhất là thủ đô gió ngàn, đây là khu ATK rồi. Đấy, chúc ông luôn luôn mạnh khỏe, chỉ cần cháu và chỉ cần chúc khỏe mạnh khỏe mày là, khỏe là tốt rồi, và cứ có sức khỏe là có tất cả. đi lại vào cũng chơi là được Vâng, rồi. cứ cuộc sống đấy, cứ, cuộc sống thì bây giờ nó đã thay đổi rất là nhiều rồi đấy, chỉ cần như thế thôi, Đây sức là khỏe là gì. khu, đây là khu này gọi là khu Đèo Lích mà. Đèo Nách. Dạ. Đây là gọi là thôn Đèo Lích. Vâng. Đấy, xã Lương Bằng, Vâng. huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Cho Vâng. nên lúc đấy nói bảo là ông Nguyễn Lương Bằng là trước hoạt động ở đây. Hôm đấy Vâng. Ông nói ra con mới biết đấy. khai tên ra cái xã này Cái là xã xã này. Lương Bằng là nguồn gốc của Vâng. nó là Vâng, thế nhá. một lần nữa con cảm ơn ông và chúc ông luôn luôn mạnh khỏe, bắt tay ông đã.